Các bạn nhá, hôm nay là mình sẽ đi ra đồng để bắt ốc chơi nhá, bắt ốc để ăn mình chơi. Bây giờ là mình bắt ốc theo cái mướng này nhá mọi người, ốc sọt rất là nhiều luôn. Hôm qua mình đi bò thấy cái mướng này rất là nhiều ốc, cho nên quyết định hôm nay là đi ra đây quay bắt ốc cho mọi người xem luôn. Ốc rất là nhiều. Ốc sọt rất là nhiều luôn mọi người ạ. Cho mọi người xem con ốc sọt. Rất là to luôn, ốc nguyên mướng nhưng mà rất là to. Có cái ốc bù vàng luôn nha mọi người. Ốc bù vàng mình cũng ăn được nha, nhưng mà bình thường là họ hay ăn chắc cái đầu nó thôi, chứ cái thân nó như mọi người không ai ăn cả. Càn hình mướng càn mọi người ạ. Hôm nay nửa cái như nó càn dễ bật ốc. Ốc nhỏ. Rồi bắt đó. Ốc nhỏ cũng bắt nha mọi người, mình tịnh là con nào nhỏ quá không ăn được thì về cho vịt nhá, cho vịt cho ngan ăn. Đấy nha mọi người, đây là cái tượng ốc con ốc bô vàng nhá, nó cứ lên bờ rồi nó đẻ từng hàng đỏ đỏ như thế này nhá, tượng nhìn rất là đẹp luôn. Họ thường bóc bóc cái này về cho vịt ăn nhá, nhìn rất là hay luôn. Mình bật ốc tiếp đây. Ui, ốc ba con luôn mọi người ạ, ba con nó dịnh với nhau luôn. Nhìn nó đâu bật cười. Rất nhiều ốc bô vàng mọi người ạ. Có bông giám luôn nha mọi người. Bông giám ở quê nhà mình thì gọi là giám, nhưng mà ở cả cái thành phố là họ gọi là cua đồng nha mọi người. Cua đồng là nó ở ngoài đồng nha mọi người nhá. Nó đục cả cái lỗ ở cái ruộng á. Cho nên là gọi là cua đồng. Mình thử bắt con cua cho mọi người xem nha. Ôi trời ơi, thử bắt không được thầy ơi. Rất là khó mọi người ạ, đất rất là cứng, mình không thể móc được. Thôi để lại mình bắt con khác, con này khó bắt quá. Đấy, có bông cua nha mọi người, cua đông nha, giảm nha. Mình bắt mọi người xem rồi. Đấy rồi mọi người, con rất là nhỏ. Đấy. Những con nhỏ này ăn
Nó cặn mọi người ạ. Hò xương ăn ngon nhỏ nhỏ đấy nha mọi người. Nó ngon hơn con tó nha. Đáo thật. Mình bắt thêm con này nha mọi người. Ôi trời. Lộ xấu quá ông ơi ạ. Không thể bắt được. Những cái lộ ở ruồng, ở dưới ruồng luôn là rất là dễ bắt lắm mọi người ạ. Nó đắt, nó mềm hơn những cái lộ ở trên bờ nhà nhỏ này. Mô hồng. Đấy mọi người nha. Rất là dễ luôn. Đấy. Mình bắt tiếp nha mọi người. Ở cái thời điểm này là cua đang còn nhỏ mọi người ạ, chưa được lợn to lắm. Bởi vì là lụa nó đang còn nhỏ. Con cua này là nó lợn theo lụa nha mọi người. Lỗ này cũng khó móc mọi người ạ. Rất là sâu luôn. Nhỏ dám chứ. Dám bây giờ đang rất là nhỏ nha mọi người. Khi nào mà cái lụa nó trổ đồng ấy, bắt đầu là cái hóa lụa nó rớt xuống ruộng thì con cua này đi ra ăn, nó bắt đầu nọ mới lợn được. Chứ giờ lụa đang nhỏ cho nên là nọ không có gì ăn cả, cho nên nọ vẫn đang nhỏ. Bây giờ bọn mình đi ra đồng nha mọi người. Ở phía trong này ốc ít quá, bắt một lại là hết rồi. Giờ đi ra ngoài đồng bắt ốc xem nó có nhiều không. Với lại nếu mà có cạ thì mình bắt cạ luôn nha mọi người. Hôm nay trời buổi sáng đang rất là còn sướng mọi người ạ. Sướng thế này chắc là buổi trưa nó nặng lắm. Bọn mình cố gắng đi sớm để về. Mình đang đi thì thấy chỗ này rất là nhiều ốc nha mọi người, mình chuộng bắt. Toàn ốc bố vàng mới ạ. Mình nhìn tưởng là ốc thót. Mình về để nấu ốc nha mọi người. Bắt trong vòng hình như là gần một tiếng đồng hồ được lấy đầy ốc này. Cũng nhiều lắm mọi người ạ. Bây giờ về nấu nha. Bây giờ mình ngâm ốc đấy nha mọi người. Ngâm ốc để cho nó nhả đất ra nha. Không là nếu mà nậu liền thì nó sẽ có đất ở trong con ốc á. Giờ phải ngâm khoảng 30 phút để cho nó nhả đất ra rồi mình tiến hành nấu. Bây giờ bọn mình đi đào lo để nấu ốc nha mọi người. Bọn mình tính là nấu trong nhà nhưng mà nấu trong nhà nó không vui lắm. Mà bọn mình phải ra ngoài vườn này nấu này. Đéo xong chào nồi ra vườn nấu mọi người ạ. Bây giờ bọn mình đào ở đấy nha mọi người. Đấy là hôm trước cỏ mình cũng đào chơi chơi rồi. Giờ đào thêm cho nó dề đào nhá. Chứ đào ngoài thì giờ khó đào. Rồi rồi dễ đấy. Đào lo nha mọi người.
Bây giờ mình đã đào xong rồi nha mọi người, rất là mệt luôn. Lo là này là hồi nhỏ là bọn mình đi chăn bò ấy, là hãy đào cái này xong rồi đốt để chơi. Bây giờ mình ôn lại tuổi thơ. Bây giờ là bọn mình chuẩn bị cùi để đốt rồi đèo ốc ra đây nậu cho mọi người. Bây giờ mình làm ốc cho mọi người, sơ chế ốc nhá. Để chuẩn bị đưa đi nậu nhá. Bây giờ chặt cái đuôi này nhá mọi người. Để bây giờ vứt xài cho mọi người. Bây giờ vứt xà hợp cho mọi người, mình đang vứt xà nhá. Xà hôm nay nó tan hết mọi người ạ, không được mạnh xà. Giật hơi tí chưa xả mà đấy nhỉ. Bây giờ là bớt thêm là bưởi nữa, là bưởi đây, là bưởi đây. Bưởi cho mọi người. Giờ mình sớ biển xài cho mọi người. Làm gia vị để bỏ ốc cho mọi người, xả này. Thêm ớt với tỏi cho mọi người. Ớt này, ớt hơi nhỏ mọi người ạ. Ớt này gọi là ớt ớt dê. Hột cây mòi. Hột cây mòi mọi người ạ, đó là hột cây muỗi. Hột cây muỗi. Gọi là ớt muỗi nhá. Nó nhỏ gọi là ớt muỗi. Ớt mòi. Đấy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi rửa không ạ? Ta đi. Để bỏ vô nồi nữa nha mọi người. Hả? Em chưa bỏ chi vô đó rồi nè. Chưa bỏ. Để chứ bỏ gia vị vào để nấu. Ra ngoài đây nấu nha mọi người. Đem củi với ốc ra đông nồi nha mọi người. Gắt đông luôn. Ra cái lò hồi nãy mình đá cho mọi người, mình đặt tên này nhá. Cái lò lúc nãy mình đào á, giờ đổ củi nhá. Được đấy, rồi châm lửa nhá mọi người. Châm lửa để chuẩn bị nấu nhá. Giờ ốc chín rồi nha mọi người. Giờ đổ ra đĩa để thưởng thức. Nhìn
rất là ngon lắm mọi người. Nghe đồ đất đĩa nha. Ôi da. Nếm em. Ăn nó mọi người. Rất là ngon luôn. Tuyệt vời không em? Đây là món ốc nậu giả cây nhá mọi người. Giả thịt đỏ nhá. Đất quá. Con này đất mọi người. Cay lắm mọi người ạ, ngon. Ốc cái nậu giả cây rất là tuyệt vời. Đắt hơi nhiều rồi. Ăn cái đó nữa.